Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Tùng Anh. Nghề danh của mình là Juni, hiện tại mình 27 tuổi và có chiều cao là 1m82. Nghề nghiệp của mình đó là diễn viên, mẫu ảnh và một rapper. Hiện tại thì mình đang công tác là chính là một diễn viên và sắp tới mình muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Và sau đây thì mình, sở trường của mình thì có hát, rap, diễn xuất và viết nhạc. Thì sau đây mình sẽ đọc một đoạn rap là do chính mình viết ra, mong mọi người phụ cho mình. Yo, star, hands up, what? Dẫu cho vai hiểm người anh em on tin chỗ nhất. Anh như Big Bang mà đại bác cần quét hết mọi lô cốt. Trong một không gian động lệ như hoa thì who like a boss? A lady on me, they're just like me. Khi on the mic thì không cần phải nghĩ và suy. Bước lên bục vinh quang, anh bỏ xa tất cả mọi ảo giác. Như một đầu dây tận thụ kết thúc bằng một cú lạng chọn. Là Wiz Khalifa, khách cung nghệ kèm các xoài ca hay come on lady. Anh là bậc thầy của hào hoa mang thân tài, không sợ hãi lè mò đâu. Với trò quà cao của anh, đi theo gió ra tận ngoài phía biển xa. Anh cố đứng my itchy. Anh sẽ cho em bay đến tận mây xanh nhá. Em sexy quá, đi theo anh nhá. Một khi sừng đã lên mặt thì đó là bang 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 á.